lần đầu tiên đọc những cái comment toxic, comment yeah. toxic ở trên video của mình ấy, đâu, hoang mang cả một thời gian dài luôn. Chào mừng mọi người đã đến với Mega Six Underground Liên Thiên Công Nghệ số đầu tiên. Hiện tại thì tụi mình đang đảm nhiệm vai trò là reviewer tại Megatech. Mình tên là Trương và đây là Nhiên nè. Podcast của mình thì sẽ loanh quanh những vấn đề về công nghệ hay là những trải nghiệm, kinh nghiệm của những người làm trong ngành này. Và chủ đề của số đầu tiên sẽ là mình đã trở thành reviewer như thế nào? Có nhiều người đặt câu hỏi là học gì để trở thành reviewer? Thì em đã học gì và em làm reviewer như thế nào? Nhiều bạn cũng có câu hỏi này thiệt. Thì em lúc đầu là em là học quản trị kinh doanh, chuyên ngành của em là chuyên thương mại điện tử. Nhưng mà tới năm 2 là em rẽ hướng rồi, là em tự đi ra ngoài em làm kiểu content. Thì em làm freelancer, làm những công việc liên quan đến content creator này với lại content writer. Xong rồi là trước đó là em cũng có đi làm Mega thì em cũng làm content đó. Xong rồi là một thời gian em nghỉ. Rồi sau khi ra trường thì em có nhắn tin cho anh quản lý cũ, vì em thấy cái tuyển dụng ấy, thì em nhắn tin em hỏi là em thấy có tuyển dụng MC reviewer thì không biết là em làm có được hay không. Thì anh quản lý cũ mới bảo là không, em không phù hợp đâu em. Đấy, thế thì em bảo chắc mình cũng chưa có cái đủ cái gì đó để mà làm được. Thế này thôi, em cũng về em lại làm tiếp công việc freelancer của em. Thì sau một thời gian thì anh nhắn lại cho em, anh bảo là em có muốn thử làm MC reviewer không? Quay xe à? Đã quay xe luôn. Sau đó cái anh mới nói vậy, xong em kêu, ủa sao lại vậy, bây giờ anh bảo là phù hợp. Thì anh mới kêu là thì em cũng biết về PC, với lại là anh có thấy em livestream, thì em có mở cam và em tương tác với lại camera đó, thì anh thấy thì ok tốt, còn nếu mà không biết gì thì có thể vào học thêm. Thì em kêu là ok anh, để em thử. Thì đợt đó là test là em quay một cái video có sẵn ở nhà, xong em gửi. Thì đợt đó là cũng được vô đó chị, xong làm tới bây giờ đó. Nó cũng giống chị á, chị cũng là quay một cái video ở nhà xong rồi gửi lên để cho sếp check. Chị thì học với cả là làm việc là không có liên quan gì về công nghệ trước khi mà vào Mega, là làm du lịch đó. Thì sau khi mà gia nhập Mega rồi thì mới được training các kiến thức về công nghệ. Và sau khi mà đã training và mình có cái nắm bắt sự hiểu biết về công nghệ rồi thì mới được ra các clip review. Thì cũng kiểu nắm ra một cái gì đó xong rồi mình mới kiểu làm được cái công việc của mình đó. Thì ai cũng vậy thôi mà. Đấy. Thì nói chung là cái việc mà chuyển từ công việc mới, công việc cũ sang công việc mới qua một môi trường mới đó, thì em thấy là ai cũng gặp phải ở đây cả. Chẳng qua là có thích nghi được hay là không, thích nghi được môi trường mới, công việc mới và con người mới hay là không mà thôi. Thì chung quy lại là không có gì khó cả, chẳng qua là mình có muốn làm hay không mà thôi. Mà nếu mà muốn làm được ấy, làm được rồi đó, thì mình phải làm gì? Mình cần có sự cần cù này, chăm chỉ, mình phải siêng năng ở trong công việc thì mình mới đạt được cái thành công của mình, đúng không? Thì ngay cả như bản thân của em đi, thì em cũng xuất phát điểm của em là khác, em học quản trị kinh doanh, sau em chuyển qua marketing và cuối cùng dừng chân lại là chưa cũng không biết là có phải dừng chân hay không, mà bây giờ hiện tại công việc của em là reviewer công nghệ. Thường từ lúc mới đầu khi mà mình chuyển việc á, là có lúc mình sẽ thấy là nó khó khăn, không quen. Thì lúc mà gặp khó khăn thì mình sẽ kiểu là nghi ngờ bản thân mình, không biết là mình có làm tốt hay là không. Nhưng mà ngay sau đó thì mình sẽ học cách thích nghi, học cách trau dồi bản thân để phát triển bản thân nhiều hơn, để thích nghi với phù hợp với công việc mới. Thì bất kể là công việc nào, dù là reviewer hay là công việc nào cũng vậy hết á. Chị làm việc thì chị có gặp những cái khó khăn gì không? Khó khăn thì nhiều nha. Nhưng mà tại vì là mình cũng chưa biết gì để mình bước vào cái con đường làm review này á, mình chưa có kinh nghiệm nhiều á. Cái khó khăn thì nhiều nhưng mà chị ấn tượng nhất là lần đầu tiên đọc những cái comment toxic. Comment toxic ở trên video của mình ấy. À em gặp luôn ấy. Ví dụ video của chị đi. Thì cái comment toxic ấy thì nó kiểu như thế nào? Nó có kiểu dày xéo quá không? Comment toxic là kiểu người ta đánh giá mang hướng rất là tiêu cực á, người ta không có mang hướng là góp ý cho mình. Nhưng mà ý là em á là nó kiểu toxic, nó cũng có bật toxic vừa chôn xong rồi kiểu căng cực. Thì như chị là chị bị kiểu tầm nào, chứ em là có nhiều comment của em toxic mà em kiểu dày xéo luôn ý. Chị không đánh giá được là tầm nào, nhưng mà khi đọc thì cảm giác là hoang mang cả một thời gian dài luôn á, chứ không phải là gặp stress và kiểu nghi ngờ bản thân không biết là mình có tiếp tục làm tốt được hay không. Kiểu tự dưng lại có một cái gì đó mà bản thân mình đã cố gắng rồi, là mình biết là bản thân mình đã cố gắng, nhưng mà người ta lại vẫn cứ dày xéo mình. Nói chung là cứ có động lực thôi. Thì lúc đó thì khó khăn như thế chị vượt qua như thế nào? Lúc đầu thì chị cũng gặp stress. Hầu như là bạn nào mà kiểu đi theo con đường làm reviewer hay là làm những cái việc mà đăng video lên mạng xã hội thì đều sẽ nhận được những cái
common to seek. Nhưng mà lúc đó thì các anh chị đồng nghiệp cũng đưa ra lời khuyên rất là nhiều. Lúc đầu mấy anh chị cản là thôi đừng có đọc những cái common đó làm gì. Nhưng mà sau mình vẫn quyết định là mình đọc. Và khi mà đọc xong thì cũng gặp stress và cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và sau khi mà nhận được nhiều lời khuyên thì chị quyết định là chị vẫn tin vào những gì mà mình đang làm. Và cũng không có bỏ qua những cái common toxic đó. Tại vì mình cũng cần biết là người ta toxic mình vì gì. Cho nên là chị vẫn đọc. Và nếu như mà cái nào mà nó mình không tốt ấy, thì mình có thể cải thiện, mình học hỏi để mình cải thiện, mình phát triển hơn. Còn cái nào mà nó vô lý quá thì mình bỏ qua. Thấy toxic thì cũng có toxic tích đát. Nói chung là mình vẫn đọc. Đối với bản thân em thì em vẫn đọc để mà em cố gắng cải thiện từng ngày. Thì mình phải làm sao để người ta không nói mình như thế này được nữa. Thì ví dụ người ta bảo là thằng này nói nhìn camera mà sao cứ ngượng ngượng hết. Thì mình sau mình tập, mình cứ quay nhiều thì mình sẽ đỡ thôi. Em thì được cái là trước đó em vào làm là em đã livestream rồi. Đó có nghĩa là em có mở camera và nói chuyện với lại là viewer. Thì lúc đó cũng được rồi. Thì vào một cái khó khăn mà cản trở em nhất ấy là cái kiến thức về công nghệ. Mặc dù là em đã có một cái nền tảng biết về PC rồi, nhưng mà khi mà vào để mà review cho các bạn thì mình phải biết chi tiết hơn, sâu bên trong nó có cái gì thì mình mới nói với bạn nghe được chứ. Thì lúc đó kiểu chả biết gì, xong rồi cũng phải lần lần học lên từ từ. Và một cái khó khăn nữa đó là môi trường làm việc. Thì môi trường làm việc công ty rất là tốt và thích hợp, nhưng mà bị cái là em kiểu quen làm một cái gọi là freelancer, cho nên khi mà vào khuôn khổ nề nếp thì nó lại ra một cái chuyện khác. Và lúc đầu thì em khá là khó khăn khi mà bắt đầu lại với công việc như vậy. Đấy, vì freelancer đúng chính xác thì mình không có phải là mình hồi trước ấy, em làm việc freelancer là em làm việc về ban đêm, đa số ban đêm, và ban ngày thì em ngủ sáng. Đấy, thì công việc của em như vậy đó. Nhưng mà quản thúc nói chung là cũng ai cũng sẽ gặp khó khăn thôi. Mình thì khi bước vào một cái môi trường mới cũng thì mình phải thích nghi đấy. Thì rồi mình phải biết về cái đó đã, xong rồi là mình mới lần lần mình có lên. Chứ thực ra không phải ai tuyển một cái người mà mới toanh vào cả, mặc dù là người ta phải có một cái gì đó rồi. Ví dụ như là như chị, em thấy chị là bữa trước là chị làm F&B đúng không? Thì chị nói được rồi nè, thì có thể chị vào là chị học từ từ lên. Không, chị học, chị làm học và làm F&B luôn đó. Nhưng mà lúc đó chị cũng hướng nội đó, chị cũng trầm tính lắm chứ không phải là kiểu hoạt ngôn này kia đâu. À thế á, hướng nội thôi. Không biết là, nhưng mà giờ chị vẫn chưa biết là lúc đó sếp tuyển chị vì nhìn thấy cái tiềm năng gì ở chị đâu mà. Nói chung là có tiềm năng vì nói được rồi, đấy. Thì nói chung là vậy thôi. Bởi ở trong cái GD là cái tuyển dụng ấy đó, thì người ta mới để ra là kinh nghiệm làm việc. Và khi mình nộp CV vào mình cũng phải là kinh nghiệm mình đang có những gì. Người ta phải lọc xem thử là mình có phù hợp với công việc không đấy. Thì không phải ai cũng mới ra mình cũng làm tốt công việc cả. Thì những người mà người ta đã có nền tảng, người ta đã theo cái ngành nghề của người ta từ đầu khi mà người ta đi học ấy, thì khi mà người ta ra làm việc thì nó lại có một cái nền tảng khác. Còn mình khi mình đổi việc ấy, thì mình lại có một cái nền tảng khác, cho nên là mình phải cố gắng. Nói chung là như vậy đó. Vậy thì là em có đưa ra lời khuyên hay là lời nhắn nhủ gì cho những bạn mà muốn theo con đường làm review không? Lời khuyên không biết là mọi người có muốn nghe hay không, vì em tính ra mọi người chưa biết thì em làm việc reviewer mới được hơn năm một tháng. Đấy, thì thực ra thì vì là tụi mình cũng làm trước rồi thì không biết mọi người đã bắt đầu chưa, nhưng mà đối với mình là một người đã vào một cái công việc mới, một cái môi trường mới trong vòng một năm ấy, thì mình nha và em cảm thấy là mọi người cứ cố gắng là được nha. Mình cái gì khó thì mình cố gắng, mình chăm chăm vào cái việc đó thôi nha. Mình làm cái việc đó, mình cố gắng, mình cần cù, mình chăm chỉ vào. Mình làm một lần không được thì mình thử là nhiều lần. Ví dụ mình quay video đi, lần đầu tiên mình nhìn vào camera, mặc dù là mình đã tương tác với camera từ trước rồi, nhưng mà em vẫn thấy sợ. Sợ kinh khủng khiếp luôn. Xong rồi là mình bị ngưỡng. Ngưỡng xong rồi thì dần dần mình sẽ cải thiện từ từ. Đấy. Nói chung là qua những cái góp ý của đồng nghiệp, và mình thay đổi và những cái comment như chị nói. Chị nói dần dần. Và thêm một lời khuyên nữa là mọi người hãy cứ làm đi, đừng có sợ một cái gì cả, cứ làm thôi. Mình cho phép bản thân mình sai, nhưng mà đừng có sai quá nhiều, và đừng có sai một cái gì đó nó quá là nghiêm trọng là được. Mình có thể công việc này không phù hợp thì mình có thể nhảy việc. Có khi mình sai nghiêm trọng mình lại rút ra được cái bài học thì sao, chứ không phải là chị đã từng sai nghiêm trọng rồi. Cho nên là chị biết là sau khi mà mình gặp vấn đề sai nghiêm trọng thì mình sẽ cố gắng, mình không bao giờ mình lặp lại cái vấn đề đó một lần nữa.
cái việc mà sai nghiêm trọng là em mới gần đây là em mới rút ra bài học này. Đấy, chị cũng biết mà đúng không? Đấy, thì cái việc sai nghiêm trọng đó là em thề là lần sau em sẽ không bao giờ em phải phạm phải cái sai lầm như vậy nữa. Cho nên là nếu như mà cứ các bạn mà lỡ chẳng may mà phạm phải sai lầm hay gì đó thì vẫn cứ tiếp tục là cố gắng đi. Ví dụ mình các bạn mà muốn theo đuổi con đường reviewer á, mà bắt đầu từ rất sớm á, thì các bạn cứ cố gắng để học hỏi, phát triển bản thân, trau dồi bản thân nhiều hơn. Còn nếu như bạn nào mà như mình và Trương rẽ ngang sang con đường làm reviewer marketing á, thì mình cũng cố gắng mình phát triển, mình tập thích nghi với một môi trường mới. Khi lúc đầu chắc chắn mình sẽ gặp khó khăn, nhưng mà sau đó là sau những cái sự cố gắng thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được một cái kết quả xứng đáng. Kiểu như là các bạn trồng cây gây rừng hết á, bạn trồng sao cho tưới nước các thứ chăm bón đã, nó ra xong rồi nó ra trái thì mình hái được cái quả ngọt thôi. Ông bà ta kiểu nói cái gì là chuẩn cái đấy, có cố gắng là được. Số đầu tiên của Mega Six Underground Liên Thuyên Công Nghệ thì bọn mình chủ yếu là chủ đề là mình đã trở thành reviewer như thế nào, là chia sẻ những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình và Chương của bọn mình đang làm reviewer tại Megatech. Hy vọng là những cái trải nghiệm của bọn mình sẽ phần nào đó mang lại cho các bạn một cái, các bạn biết trước là khi mà các bạn bước vào con đường này thì các bạn sẽ biết mình phải cần phải làm những gì, kiểu có một cái góc nhìn mới về cái mảng mới và cái hành trình mới mà mình sắp đi. Đấy, hy vọng là mọi người sẽ nói chung là cũng có thêm nhiều kiến thức đấy. Và số đầu tiên của bọn mình là mình đã trở thành reviewer như thế nào. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những số tiếp theo của Mega Six on the Ground Liên Thuyên Công Nghệ. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những app tiếp theo nha. Bye bye.